Cá rất là to luôn nha. Dạ. Em quay bán con cá. Em mua gì à? Đây là cá xèo. Cá bán thì gần hết rồi chị. Sao thấy ít đây? Đây cái cá lục, cá lục chào. Hồi bữa chị đang lên mua là chị mới bỏ bị vậy chị ơi, gọi để chị khách em bỏ cho nha, nghe trước tạm đi nha. Đi hết cái chợ là chỗ đó là cái con đó bao nhiêu cái vậy? Nè chị hỏi số điện thoại của mợ chi vậy? Hỏi số mợ chi vậy? Chừng nào cúng? Chừng nào? Bây giờ nó có cho mình đã không? Ờ chứ giờ nó kêu nó cấm đó. Không nhắc cái quả chéo rồi đêm nữa là sao? Nó ăn này. Mai có đi. Đây là chị có nhớ con bé không? Không. Không bây vậy được á. Ấy là nói như mê tí thế thôi. Giờ nó ngẹn ngẹn cái thằng kiếm không có mình không phải là mình kêu mà nữa con khác rồi. Cái này bị cái cây với chặt gãy đâu thì cho cô gì đó hả đây là con đám té rồi hả thì cho cô cũng đang lên cây à con té không cái này lên cây này sẽ làm mấy cái vấn đề nó làm vấn đề cái đó mà cái tư á các cái bị đây biết là cái món gì ở đây chạy cái chiều